Hồng trinh mến chào quý vị thính giả rất vui được gặp lại quý vị trên kênh của trinh trong khung giờ quen thuộc này và thưa quý vị tối ngày hôm nay thì quý vị sẽ quay trở lại với tác giả kiều lê qua bộ truyện công sinh công dưỡng không biết là tập của ngày hôm qua thì quý vị đã nghe hết chưa ạ nếu mà chưa nghe thì quý vị có thể à, nghe lại quý vị nhé còn tối nay thì trinh xin mời quý vị cùng đón nghe tập 2 của bộ truyện công sinh công dưỡng Anh nhìn con trai gần đây, đã gây rộng cả người đi, đang trời mưa dắt xe vào nhà. Cô biết những ngày gần đây, An đang phải chịu rất nhiều áp lực. Nhưng người làm mẹ như cô, ngoài những lời an ủi con ra, lại chẳng thể làm được gì. Cô đang chờ anh cả mình điều tra những người kia và chuyện năm xưa ấy. Điều tra cả nguyên nhân họ cố gắng tìm đứa trẻ, mà năm xưa họ chẳng do dự vứt vào bể chứa rác. Ngày hôm sau, An đang cùng nhóm bạn ôn bài. Ngoài sân có chiếc xe ô tô từ từ tiến vào trong sân nhà. Cả người An khẽ trung lên, hai nắm tay siết chặt. Nhưng khi nhìn thấy ba người trên xe bước xuống, cậu lại như lặng đi. Cả người thả lỏng xuống, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Đằng sau lưng, mồ hôi vì sự căng thẳng túa ra đã thấm ướt áo. Anh Nam, chị Hoa, anh Cảnh. An đứng lên, chạy ra cửa đón người. Nam là người đi đầu khoác vai An cười nói <cười> thằng nhóc này một thời gian không gặp mà cao quá chừng cao hơn ca anh rồi chúng em chào anh ạ à. mấy đứa bạn của an cũng chạy ra lễ phép chào hỏi thấy nhà an có khách chúng nó cũng vội vàng qua loa mấy câu rồi chào ra về chị hoa bỏ dấu quả xuống nhìn quanh nhà rồi hỏi an cô thanh có nhà không hả em dạ mẹ em vừa mới ra chợ chắc lát nữa mới về Ba người nghe vậy cũng gật đầu Sau đó đi ra sau nhà rửa tay chân mặt mũi Nước ở giếng trong và mát thật đấy Rửa cái mặt xong tỉnh cả người Chứ không như nước ở thành phố Toàn mùi clo Mất tiền mua mà sau mỗi trận mưa Lại còn đục nữa Hoa từ sau nhà đi vào Vẫy vẫy cái tay mà cảm khái Cảnh ngồi xuống bên cạnh An Khoát vai cậu Thế nào chú em Chuẩn bị thi cử đến đâu rồi cái món tài liệu ông thi lần trước, anh gửi ra xem hết chưa đấy? Em xem hết rồi anh ạ. À? Có một số chỗ hơi khó hiểu, lát nữa anh giảng lại cho em với nhé." An cười nói, cảnh gật đầu. "Được thôi, vì tương lai vào trường đại học cấp đầu, cố gắng lên em trai." An mỉm cười gật đầu. "Em sẽ cố gắng ạ." À? Nam ngồi xuống bên cạnh An nhìn cậu, ánh mắt anh nhìn thẳng, chẳng cho An kịp tránh đi. "Chắc mày cũng hiểu hôm nay." Bọn anh về đây vì chuyện gì đúng không?" An khẽ gật đầu, ngay từ lúc nhìn thấy ba người, cậu đã biết bọn họ vì chuyện gì mà lặng lội đường xa xa xôi nghĩ công việc về đây. Nam cười nhìn An, anh nghiêm túc nói, "An này, chuyện mày là con nuôi của cô Thanh, bọn anh ngay từ đầu đều rõ ràng. Nam ấy nếu như không phải mấy đứa nhóc kia nói ra sự thật, thì nhà mình sẽ nhất quyết giữ bí mật, không cho mày biết đến cùng." Nhưng nói cho cùng Chuyện năm đó cô nhặt được mày Nó rầm rộ quá Làng trên xóm dưới đều biết Nên chẳng thể giấu An à, hơi cúi đầu Ánh mắt có chút ương ước Nam vỗ vai cậu mà nói tiếp Nhưng bao nhiêu năm qua Chúng ta vẫn coi nhau là người thân ruột thịt Tình cảm của chúng ta Là chân thật Không vướng một chút dơ bẩn nào Hiện tại những người được coi là bố mẹ đẻ của mày tìm đến Bọn anh á, Tuy không thể hiểu được hết những áp lực Những trông trên mà mày đang phải trải qua nhưng mà bọn anh sẵn sàng cùng mày chia sẻ Bởi chúng ta là người thân Mày hiểu chứ Cảnh tiếp đời nam Ánh mắt nhìn ra xa Giọng nói trầm khàn Anh nói với mày Ở đời ý mà Con người ta chẳng có ai có thể lựa chọn được bố mẹ Hay xuất thân của mình cả Vậy nên mày đừng vì thứ mình không thể lựa chọn Mà rối rắm làm gì Điều mày cần quan tâm Chính là hiện tại mày được lựa chọn tương lai của chính mày Và mày muốn lựa chọn như thế nào kìa Hoa nghe đến đây lập tức tiếp lời Có phải trong lòng Em luôn tồn tại một mong muốn nào đó Về người thân kia hay không An khẽ gật đầu Giọng nói nhỏ Mang theo một chút nghẹn nghẹn nơi cổ họng Thật ra Từ khi biết Mình là đứa trẻ bị vứt Em vẫn luôn thắc mắc Tại sao Em lại bị đối xử như vậy Em đã mắc lỗi gì hay sao Sau này lớn lên Em lại nghĩ cũng may họ vứt em đi Để em có một người mẹ tốt Biết đâu sống với bọn họ Em sẽ phải nhiều khổ đau hơn An cười như tự diễu Nói như an ủi chính mình Sau này cuộc sống tốt đẹp Em chẳng cần để ý đến cái gọi là xuất thân Nơi hố rác của mình nữa Nhưng bọn họ lại đến Khi những người mang danh máu mù ấy tìm đến Nỗi lòng của kẻ bị vứt bỏ như em Lại bị xét toạt ra Đối với bọn họ em là gì đây em rối rắm em đau lòng không phải vì bọn họ mà là vì em cảm thấy uất hận anh chị ạ à? nếu bọn họ không tìm đến em thì em cũng không hận đến thế không uất đến thế này mục đích của bọn họ tìm em chẳng phải là yêu thương gì mà chỉ vì lợi ích của bọn họ mà thôi cảnh vỗ vỗ bả vai ăn trấn an cậu ăn run người hai nắm tay siết chặt cảnh nói mày cảm thấy bọn họ coi mày là đồ vật không cần thì ném đi, cần thì nhặt về. An cười, mắt đỏ hoe. <laughs> Đây chính là sự thật, chứ chẳng phải là cảm nhận của em. Nếu như người đàn ông kia không cần thận để ghép, nếu như người đàn bà kia không cần tiền để trả nợ xã hội đen, thì anh nghĩ bọn họ có cần mất công tìm em hay không? Sao mày biết những chuyện này? Ba người nam kinh ngạc nhìn An. An cười tự chịu nói là bọn họ muốn em nhận người mà vạch mặt nhau. Nói cho em nghe đấy. Ba người làm anh làm chị chỉ nhìn nhau thở dài. Bỗng nam đứng dậy hô lên. Đi. Chú mày đi ăn đồ nướng đi. Hôm nay anh mời chú mày. Được, được. Cảnh và Hoa gật đầu đồng ý. An nhìn anh chị cũng không nói cái gì. Lặng lẽ gật đầu. Nam thấy mấy đứa em đã đồng ý. Liền gọi điện cho Thanh để xin phép được Thanh đồng ý, bốn anh chị em lập tức lên xe đi thẳng lên trung tâm huyện. Bọn họ chọn một quán nướng khá đông khách, gọi thêm một ít bia. An à, có anh chị đi cùng. Biết cậu tâm trạng nặng nề, nên mấy người nam để cho cậu xóa một lần mà uống bia đến say để thả lỏng tâm trạng. An à, say chỉ ôm lấy nam và cảnh mặt khóc. Khóc đến lặng người rồi gục xuống mà ngủ đi. Thành ở nhà cứ mãi ngóng ra bên ngoài trong. Đến khi thấy mấy anh em dự nhau đi vào sân, mới đi vào trong nhà mấy đứa cho em nó uống bia hả nam để an nằm trên giường quay lại nhìn thanh tâm trạng em nó thật sự không ổn bọn cháu để nó uống một chút cho thả lỏng tâm sự trong lòng cô ạ ừ thanh gật đầu ánh mắt nhìn con trai đang nằm trên giường có chút bi thương khổ thân thằng bé sau buổi uống say thả lỏng cùng mấy anh chị tâm trạng của an cũng nhẹ nhàng hơn cậu tập trung 100% sự chú ý của mình vào việc học. Cố gắng làm lơ mọi lời đồn đoán, bàn tán của những người xung quanh. Nhưng cậu làm ngơ, không có nghĩa là những người kia sẽ yên phận để yên cho cậu. Cổng trường học, bà Điệp vừa nhìn thấy An, dắt xe đi ra, liền chạy đến kêu to. An ơi, bà đòi cậu xin con mà, cậu xin con, hãy cứu bố con với. Trăm sai ngàn sai Đều là bà nội sai mà con ơi An nhíu mày Kéo tay của bà ta ra Ánh mắt lạnh lùng Tôi không phải bác sĩ Càng không phải là thần tiên Làm sao mà cứu được con trai của bà Bà Điệp hấp tấp Kéo áo cậu lại vội vàng quá mà vấp chân Trực tiếp quỳ gối xuống Bà ta quỳ gối đau đến nhăn mặt mũi Như khi nhìn thấy xung quanh có nhiều người đang nhìn Bà ta lại cắn răng Thuận nước mà đẩy thuyền luôn Bà xin cháu, bà quỳ xuống xin cháu mà. Đói sau đó cũng là bố của cháu. Nếu không có bố cháu á, thì làm sao có cháu ở trên đời này? Trong người cháu là chảy dòng máu của nó mà. Thấy bà ta lại quỳ xuống khóc lóc, kể lể. Những người xung quanh xúm lại, mỗi lúc một đông hơn, bắt đầu chỉ trỏ, nghị luận. Có chuyện gì thế? À, là thằng bé An lớp 12A1 ấy. Nghe nói bố nó bị bệnh, Cần nó hiến cái gì đấy thì không rõ Để cứu mạng Nhưng nó không đồng ý Ôi trời Nhìn mặt đẹp trai sáng láng Mà lòng dạ lạnh lẽo thế cơ à Ai biết gì đâu Chỉ biết á là bà nội nó vì chuyện này Mà còn quỳ gối cầu xin nó Nhưng nó không đồng ý Này đây, đây Các bà không biết đấy chứ Thằng nhỏ là bị bỏ rơi từ nhỏ Nên mới như thế Bỏ rơi Là con mẹ tàn nhẫn cái chứ nghe nói bố nó có biết chuyện này đâu bây giờ mới biết đến sự tồn tại của nó nên đi tìm mà những tiếng bàn tán bên ngoài lớn dần mỗi người một câu một ý an nghe mà bùng dùng ở hai cái lũ tai hai nắm tay siết chặt hàm răng nghiến lại ánh mắt nhìn chầm chầm bà điệp như muốn bắn ra tia lửa bà đứng lên cho tôi không bà sẽ không đứng lên cho đến khi nào cháu đồng ý thì mới thôi Bà Điệp vẫn quỳ trên đất Nước mắt dặn dụa tiệm lêm hết cả mascara Trông vô cùng đáng thương An miêm chặt môi Giọng nói lạnh lùng Có chút rung lên vì tức giận Tôi sẽ không bao giờ đồng ý Cho ông ta bất cứ một thứ gì ở trên cơ thể tôi cả Bởi vì ông ta không xứng Bà Điệp thấy cậu kích động Ánh mắt lé lên một chút ánh sáng Môi miếm chặt cả người rượu xuống Bà biết là bố con sai Nhưng con ơi Là người phụ nữ kia quá đáng Ép bố con quá mà thôi Con ơi Con phải nhớ Nếu không có bố của con á Thì làm sao mà có con trên đời này Nếu không có bố con thì Thì làm sao Thanh từ bên ngoài vội vàng chạy đến Bảo vệ con trai Ánh mắt như đào phóng đến bà Điệp Cô nhìn bà ta mà cười lạnh Bây giờ Bà lại dám dùng cả đến chiêu này để ép thằng bé sao các người còn có nhân tính hay là không bà điệp bị thanh chỉ tay vào mặt mắng trong lòng tức đến phun lửa nhưng nghĩ đến đại cục vẫn cắn chặt không buông mà làm kẻ đáng thương cô thanh tôi cầu xin cô cầu xin cô hãy để cho an cứu con trai tôi với tôi biết cô nuôi an vất vả công sinh không bằng công dưỡng nhưng cũng không thể phủ nhận đi công sinh thành chứ không có bố nó thì làm sao có nó được đây? Thanh cười lạnh một tiếng. Xung quanh vẫn liên tục truyền đến những lời nghị luận, chẳng phân biệt thị phi, trắng đen. Đúng vậy nhỉ? Không có bố nó thì làm sao có nó được? Nuôi con người ta là thế đấy các bà ơi. Có dưỡng tốt thế nào á cũng chẳng thay đổi huyết thống đâu. Chào ôi, không có bố mẹ thì lấy đâu ra con cái chứ? nói gì thì nói, cũng không thể vứt bỏ đạo hiếu này được. Bà Điệp nghe những lời nghị luận, trong lòng vô cùng vui vẻ. Xem ra cách của con gái đúng là có hiệu quả mà. Thành tinh mắt nhìn ra cái vẻ mặt đắc ý kia của bà ta, cho dù nó chỉ thoáng lướt qua, hai tay cô siết chặt, hít vào một hơi. Bà nói cũng rất hay đấy, tôi không hề phủ nhận công sinh thành, nhưng trong trường hợp này thì khác. Và sự thật đó Nó ác nghiệt như thế nào Tôi chắc bà là người rõ nhất mà Thế mà hôm nay Bà đóng vai nạn nhân ở đây thế này Bà là đang dồn mẹ con chúng tôi vào đường cùng thành hít vào một hơi Giọng nói đỉnh đạt và kiên định Được Nếu đã như vậy Thì hôm nay cũng dân tiện ở đây Có đông người xem kịch hay Tôi sẽ phanh phui tất cả sự thật ra ánh sáng Để mọi người giúp tôi lan truyền đi xa Bảo vệ con trai tôi Khỏi những trò đê tiện bẩn thiểu của bà và những người nhà. Bà Điệp nghe Thanh nói, trong lòng dâng lên một dự cảm xấu, nhưng vẫn tự trấn an chính mình rằng, nói cho cùng, cô cũng chỉ là một đứa nhà quê mà thôi, có thể biết chuyện gì mà nói chứ. Cô đang vòng vo, uy hiếp tôi đây hả? Thanh thừa hiểu những suy nghĩ trong lòng của bà ta, cô chỉ quay sang những người xem kịch mà nói. Bà con cô bác Chuyện nhà tôi dạo gần đây cũng là mang cái chủ đề hot, nóng hổi để mọi người bàn tán nghị luận. Vậy hôm nay tôi sẽ ở lại nơi này làm cho rõ ràng ra gô ra khoai. Về sau mong mọi người cũng giúp làm chứng, lên tiếng, đừng truyền tin thất thiệt sai sự thật, làm ảnh hưởng tạo áp lực lên con trai của tôi. Biết thành bóng gió, nói bọn họ đang bàn tán đưa chuyện. Chuyện trong nhà cô, nhưng bọn họ cũng chẳng có chút ngượng ngùng đầu cả, chỉ im lặng ở đó chờ nghe cô nói rõ chuyện để mà hóng tin. Thanh cũng biết bịt miệng thiên hạ là không thể, nên chỉ có thể cố hết sức làm cho rõ ngọn ngành câu chuyện mà thôi. Thanh nhìn bà Điệp cười, như không cười, bắt đầu nói. <laughs> Theo như tôi được biết, năm xưa khi mẹ ruột của con trai tôi mang thai nó, cô ta đã có thông báo với các người một tiếng, nhưng các người không chịu nhận cháu còn hắt hủi mẹ con cô ấy chính bà là người đã ép mẹ ruột thằng bé uống thuốc phá thai cơ mà và đấy cũng chẳng phải lần đầu tiên bà làm cái chuyện thất đức đấy đã có biết bao cô gái bị con trai bà lừa có bầu và bị ép mà phá thai thanh nhìn bà điệp cười lạnh giọng nói nâng cao mấy tông tràn đầy sự khinh thường vậy nên con trai của bà sau này do ăn chơi quá đà mà bị nhiễm bệnh xã hội dẫn đến vô sinh <laughs> Đấy chính là quả báo đấy Cô Cô đừng có ngẫm máu vung người Coi chừng tôi kiện cô Vì tội xúc phạm nhân phẩm danh dự của người khác đấy Bà Điệp nghe Thanh nói thì tức giận Nhảy trỏng lên mà chỉ tay vào mặt cô Mắng chửi Thanh nghe bà ta chửi bới Thì chỉ cười lạnh Tôi chỉ nói sự thật mà thôi Cây ngay không sợ chết đứng Bà muốn kiện Thì cứ tự nhiên Tôi chờ Nhưng tôi tốt tính nhắc cho bà một chút Chuyện xấu mà bà làm ra Như tôi vừa kể trên Muốn điều tra cũng không khó lắm đâu Hỏi mẹ đẻ của con trai tôi Là biết sự thật Dừng nếu bà muốn xác thật hơn Vậy tôi sẽ tìm những cô gái Có chung hoàn cảnh bị bà ép phá thai Giống với cô ta Lại càng dễ dàng Cô Cô Bà Điệp nghiến chặt răng Mắt cũng sắp trợn ngược cả lên Vì tức đến nghẹn họng Mãi vẫn chẳng thể phản bác lại câu nào Những người xung quanh cũng mang máng nhận ra những gì gọi là sự thật. Nhìn ra thì cô Thanh nói đúng sự thật rồi. Chả thế, nhìn bà ta nghẹn lời thế kia là đủ hiểu rồi. Tao chẳng cần nghe ai cả, chỉ nhìn quả báo nhà bà ta đang phải nhận là rõ mười mươi rồi. Là thế, nếu tôi là thằng bé An, tôi cũng không nhận lại bà nội thất đức như thế. Bà Điệp nghe những người xung quanh đổi hướng, chỉ trích ngược lại mình thì chỉ có thể đen mặt rời đi nhìn điệu bộ chạy trốn của bà ta mà thanh có chút hả lòng hả dạ cũng may cô đã nhờ anh cả của mình điều tra giúp chuyện năm xưa nên hiện tại mới có thể đứng ở thanh thiên bạch nhật mà chỉ tay và trỏ bộ mặt giày giả tạo kia của những kẻ giả tạo bà điệp ôm một bụng tức giận trở về ngày hôm sau lại đến tìm thanh một lần nữa nhìn bà ta vẫn ăn mặc sang trọng trang điểm vô cùng đậm Ngồi trên ghế vẫn cố thẳng sống lưng. Chỉ có điều, bất ngờ là bên cạnh của bà ta còn có hai người nữa, một người chính là con trai của bà ta, người còn lại chính là mẹ chồng cũ của Thanh. Nhìn mẹ chồng cũ đã lâu không gặp, Thanh cũng có chút bất ngờ. Bà Trang nhìn Thanh, chỉ cười nhạt mà nói: "Đã lâu không gặp, không ngờ duyên phận của chúng ta vẫn còn dài như thế. Cô lại nuôi cháu nội của em chồng tôi?" Thanh khẽ gật đầu. Nghiệt duyên này, thật sự dài quá. Bà Trang nghe cô nói sắc mặt sầm xuống, chân mày díu chặt. Cô vẫn trả treo người lớn như vậy nhỉ? Chẳng thay đổi một chút nào cả. Thanh khẽ nhún vai, từ chối trả lời. Bà Trang thấy cô không nói gì nữa, thì nói tiếp. Chắc hẳn, cô cũng đoán ra được chuyện chúng tôi hôm nay Muốn nói là cái gì rồi, nên tôi cũng không vòng vo thêm nữa. Người ta thường nói, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Đằng này còn có đạo hiếu đi kèm, tôi nghĩ cô nên để thằng An nó trở về nhận tổ quy tông, rồi hiến thận cứu bố nó. Thành nghe bà ta nói thì xém chút nữa không kiềm chế được mà dỗ một bãi nước bọt vào mặt bà ta. Bà nói hay vậy? cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp cơ đấy. Vậy sau khi bà ta ép mẹ ruột của thằng bé uống thuốc phá thai, rồi nếm nó vào bể chứa rác, bà ta không nghĩ đến đạo lý nhân đức này đi. Còn cái gì mà nhận tổ quy tông? Nói cho cùng, các người chỉ là không có ai nói giỏi nữa, mới muốn giận đó mà thôi. Cô, cô đừng có mà ngắm máu phun người. Bà Điệp lắp bắp bà phản bác, thanh cười lạnh. Ngắm máu phun người hả? Tôi thèm vào mấy người đấy. Bà tưởng dùng tiền bịt miệng người phụ nữ kia là xong sao Cuộc đời này đâu dễ dàng đến thế Người đang làm Trời đang nhìn Muốn người khác không biết thì đừng có làm Bên ngoài An đi học về Nghe cuộc trò chuyện trong nhà truyền ra Cậu vội vàng chạy vào nhà Bà Trang vừa nhìn thấy An thì cười nói Đây là An sao Cháu thật đúng là giống với bố cháu như khuôn đúc vậy An nhìn bà ta Chỉ nhàn nhạt đáp lời Không dám ạ à? Cháu đây chỉ hận Vì trong người chảy dòng máu của ông ta mà thôi Cháu Bà Điệp nhìn An Mà trợn ngược mắt Cháu nói thế mà nghe được à Đấy là bố của cháu Huyết thống của cháu Là của nhà chúng ta Cháu có hiểu hiếu nghĩa hay không An quệt miệng cười lạnh Xin lỗi Tôi đây ngu dốt không thể hiểu Tôi chỉ biết Nếu nói như các người thì những người đi hiến tinh trùng cho ngân hàng tinh trùng ấy sau này có khăn lại cứ tự nhiên đi tìm lại những đứa trẻ được sinh ra nhờ tinh trùng của mình để đòi báo hiếu cũng được hay sao các bà thử đi hỏi xem có ai đồng ý hay không bóp thằng mất dạy tao nhún nhường mày mãi mày lại muốn trèo lên đầu lên cổ nhà tao mày ngồi hả không có con trai tao thì có mày trên đời hả mày lập tức đến bệnh viện hiến thận cho con tao ngay xem như trả cho nhà chúng ta một mạng Về sau chúng ta hết nợ nhân duyên Không ai nợ ai Bà Điệp như phát điên lao đến tác An một cái Rồi cao giọng mắng chửi An bị bất ngờ Ăn một cái bạc tay không kịp phản ứng Chị lây lưỡi đẩy nhẹ má bên trong bị tác một cái Thành thấy con trai bị đánh vô cớ Lập tức nhìn bà Điệp Sự nhẫn nhịn của cô đã bị đạp vào giới hạn Cô lập tức sắn tay áo lên Lao đến túm tóc bà Điệp Con mụ già này Bà lại dám đánh con trai tôi hả Bà lấy tôi cách gì để mà đánh nó Tôi đánh chết bà Bóp, bóp Thành vả liên tiếp vào mặt bà Điệp mấy cái Những người đứng xung quanh Vội vàng lao vào can Nhưng Thành đang rất tức giận Sức chiến đấu đang đạt đỉnh cao Ai vào cũng bị đánh ra Cuối cùng bà Điệp bị Thanh Đánh đánh tan nát Gần như ngất xỉu được mấy người bà Trang dịu đi. Từ đó không thấy họ quay trở lại làm phiền mẹ con Thanh nữa. Không biết là do bị Thanh đánh hay là có ý gì. Mẹ con Thanh không quan tâm đến nguyên do. Chỉ cần những người kia không đến nữa thì mẹ con họ đã vui mừng lắm rồi. An không bị những kẻ kia làm phiền, lập tức nâng cao tinh thần tập trung vào việc học, chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời mình. Ôi, Thành đang cúi cỏ vườn, chẳng hiểu làm sao lại cú vào chân. May mà không có sâu lắm, chỉ rớm một chút máu. Cô bỏ cú, đi vào trong nhà rửa chân. Tâm trạng chẳng mấy tập trung. Không hiểu làm sao, trong ngực đánh liên hồi. Trong lòng thấp thỏm bất an. Vào trong nhà nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. Thấy đã muộn, mà an vẫn chưa về. Trong lòng Thanh lại càng thấp thỏm nóng rang. Nghĩ một chút, cô liền lấy điện thoại ra gọi cho an. Thuê bào quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Đáp lại chỉ là tiếng tổng đài máy móc. Thành ngó ra cổng, thấy thằng Lâm nhà bên đã về thì gọi hỏi. Lâm ơi, cho có thấy lớp an và cô tan chưa vậy? Giờ này vẫn chưa thấy nó về. Thằng Lâm nghe Thành gọi, thì ngó đầu sang trả lời. Ờ, à, hôm nay tan sớm mà cô, cháu còn thấy ăn ra cổng về trước cháu mà. Tại cháu còn bận qua quầy cô Sương, lấy hàng giúp mẹ cháu nên về sao? Thế à, thế sao nó chưa về nhỉ? An là một đứa trẻ ngoan, đi học luôn đi đến nơi, về đến chốn. Cho dù là có đi chơi với bạn về muộn một chút, cũng sẽ gọi điện báo cho Thanh. Càng nghĩ càng thấy sốt ruột, Thanh lấy điện thoại ra gọi cho mấy người bạn của An để hỏi. Tất cả đều nói, An đã về rồi. Nhận ra sự chẳng lành, Thanh liền gọi điện cho mấy người bạn, nhờ giúp đỡ. Bên kia đúng là An đang gặp phải nguy hiểm. Trong lúc cậu đi học về, đi qua một đoạn ngõ vắng thì gặp một mẩu cây cản đường an dừng xe xuống để nhặt thì bị một người nào đó dùng gậy từ phía sau đánh ngất hiện tại khi tỉnh lại an thấy mình đang nằm trong một căn phòng trắng tinh nồng nặc mùi thuốc khử trùng an thấy chân tay mình bị trói chặt vào giường cách đó không xa có mấy người mặc đồ bác sĩ phẫu thuật trên mặt đeo khẩu trang kín mít đang thảo luận điều gì đó các người muốn làm gì hả An hét lên Những người kia thấy cậu tỉnh Thì dừng nói chuyện Quay người nhìn sang Thằng dốc tỉnh rồi sao Sức khỏe cũng tốt quá đấy chứ Các người muốn làm gì An trừng mắt nhìn mấy người này Lạnh giọng mà lặp lại câu hỏi của mình Một người đàn ông giọng khàn khàn trả lời cậu Chẳng làm gì cả Chỉ xin cậu một quả thận để cứu người mà thôi Đừng căng thẳng quá An trợn mắt nhìn người nọ các người làm như thế là phạm pháp có biết hay không hả? Mau thả tôi ra. An cảm thấy cả người mình lạnh toát. Sông lưng hàng khí, chạy dọc người khẽ rung lên. Mấy kẻ kia nhìn An như nhìn một chú hệ rồi cười nói. <cười> phạm pháp là thế nào nhóc? Chẳng phải nhóc đã ký tên điểm chỉ vào tờ giấy hiến thận cứu cha rồi hay sao? Nói rồi, bọn chúng vung vung vẫy vẫy tờ giấy hiến thận có chữ ký và dấu tay của An trước mặt cậu An trợn trừng mắt Nhìn tờ giấy kia Cố gắng vùng vẫy Không Các người mau thả tôi ra Thả tôi ra Tôi có chết Cũng không trông ta thận đâu Vẫn làm con Phải báo hiếu cho cha là đúng rồi em trai Ngoan ngoãn chấp nhận đi Xem như ông ấy Cho em một mạng Hiện tại em trả lại cho ông ta đi Một tên vỗ vai An nói mấy lời thấm thía An điên cuồng chảy dụa Không Không, thả tôi ra thành cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt đứng ngồi không yên xung quanh mấy người bạn và các đồng chí công an cũng vô cùng căng thẳng bọn họ đang xem một đoạn video quay lại cảnh an bị người ta bắt mang đi có lẽ những kẻ bắt cóc kia cố ý chọn đoạn đường vắng để ra tay nhằm tránh bị phát hiện bởi những người xung quanh nhưng không ngờ ở đấy có camera của một hộ dân quay lại được cảnh này nhận được tin tức xác định sự nghiêm trọng của vấn đề Công an lập tức triển khai công tác phá án. Theo những thông tin của công dân xung quanh khu vực cung cấp, công an nhanh chóng dùng các biện pháp nghiệp vụ để lần tìm dấu vết. Qua 4 giờ phá án, cuối cùng công an cũng tìm được đến nơi những kẻ kia nhốt An, là một phòng khám phụ khoa khá hẻo lánh. Công an bắt đầu bao vây xung quanh phòng khám nọ, chuẩn bị công tác giải cứu. Bên trong phòng khám, An đã bị những kẻ kia gây mê, đang chuẩn bị mổ để lấy thận. Một người trong số bọn chúng nghe điện thoại xong đối với đồng bọn bên kia đã bắt đầu phẫu thuật rồi xem số lượng máu cần đã lấy đủ chưa để bắt đầu lấy thận đồng bọn của hắn kiểm tra bịch máu đang rút từ cơ thể của An ra khẽ gật đầu được rồi đó chứ rút thêm nữa chắc nó chết quá ừ mẹ nó thằng này mang do máu hiếm quý giá như thế nếu được tao muốn nuôi nó để lấy máu bán bay ơi ôi sao làm xong vụ này cũng đủ ăn rồi tham làm gì ông ơi Bọn chúng vừa làm vừa nói chuyện Chẳng mảy may để ý đến động tĩnh bên ngoài Chuẩn bị xong Tất cả chúng bắt đầu đặt dao mổ lên phần bụng của An Rầm! Tất cả đứng im Các anh đã bị bắt Một đường dao dài Vừa cắt xuống người An Thì cảnh sát từ bên ngoài ập vào Do tình hình đột ngột Mà tên mũi chính trung tay cắt sai Hậu quả là máu bắt đầu túa ra Mau, mau gọi cấp cứu một đồng chí công an phản ứng nhanh, chạy tới đạp tên kia ra, nhanh chóng hô lên, tay không ngừng động tác, tiến hành cấp cứu tạm thời cho An. Bên ngoài tiếng còi xe cấp cứu đã tới, An được đưa đến bệnh viện gần nhất. Thành nhận được tin báo của công an, cô nhanh chóng chạy tới bệnh viện, đứng ngoài cửa phòng cấp cứu, hai mắt cô đỏ hoe, chắp tay trước ngực mà niệm kinh Phật. Nam mô A Di -phật. Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Bên ngoài các y bác sĩ chạy ra chạy vào Thành muốn hỏi Nhưng lại sợ cản trở Chỉ có thể lặng lẽ nhìn và chờ đợi Bệnh nhân bị mất máu quá nhiều Cần lập tức truyền máu gấp Mau gọi cho đội hiến máu tình nguyện Bệnh nhân mang gió máu hiếm Rất nhanh Hai người thanh niên chạy đến Thành nhận ra bọn họ là những người bạn của An trong hội nhóm máu hiếm giúp đời Cô nắm tay bọn họ khẩn khoản Xin các cháu Các cháu cứu giúp con trai cô hai người thanh niên nhìn thanh khẽ gật đầu cô yên tâm ăn sẽ không sao đâu ạ à? họ chỉ kịp nói một lời an ủi thanh thì có bác sĩ đến dẫn đi sau 3 giờ đồng hồ cửa phòng cấp cứu mở ra bác sĩ khẽ nụ cười thông báo không sao rồi người nhà yên tâm bệnh nhân đã qua được cơn nguy kịch thanh nghe bác sĩ nói xong khẽ cúi đầu trịnh trọng nói cảm ơn bác sĩ cảm ơn bác sĩ Phật vừa dứt lời cô đã ngất đi những người xung quanh nhanh chóng đưa cô đến phòng cấp cứu. Song song với cuộc phẫu thuật cấp cứu của An bên này, thì ở một bệnh viện khác, bà Điệp và người nhà cũng đang ngồi bên ngoài cửa một phòng phẫu thuật, lo lắng, đứng ngồi không yên. Cửa phòng phẫu thuật một lần nữa mở ra. Bác sĩ nhìn bà Điệp mà cắt lên. Thận đâu? Sao còn chưa có vậy? Bà Điệp tay bấm điện thoại gọi đi, sắc mặt mỗi lúc một kém hơn, lắp bắp nói. Chắc, chắc là sắp tới rồi đó bác sĩ. Chồng bà Điệp cũng thêm lời Bác sĩ chờ một chút ạ à? Bác sĩ nhìn bọn họ Lạnh lùng mà nói Tôi thì chờ được Nhưng con trai của mấy người thì không chờ được Nếu 5 phút nữa Mà thận còn chưa tới Chúng tôi chỉ có thể kết thúc cuộc phẫu thuật tại đây Nói rồi Ông ta quay người đi thẳng Trở lại phòng phẫu thuật Để lại người nhà bệnh nhân Lo lắng ở đây Lúc này Hành lang bệnh viện truyền đến Những tiếng bước chân dồn dập Bà Điệp hoáng giãn nét mặt nở một nụ cười quay sang nói với chồng đến rồi nhưng bà ta còn chưa kịp nói hết câu thì nụ cười rất nhanh đã bị sắc áo xanh của những đồng chí công an dập tắt một đồng chí công an dẫn đội đọc lệnh bắt khẩn cấp bà điệp hai đồng chí công an khác nhanh chóng còng tay bà ta lại này có chuyện gì vậy mấy người thân ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhìn nhau bà điệp cũng sốc khi thấy tay mình đeo còng số tám này các anh bắt nhầm người rồi chúng tôi đang chờ con tôi phẫu thuật tôi đâu có làm gì phạm pháp chứ đồng chí công an nhìn bà ta lạnh lùng mà nói có làm gì hay không thì các người hiểu rõ đồng phạm của bà đã bị bắt và khai hết tất cả rồi đừng có chống đối người thi hành công vụ nếu không tôi sẽ tăng thêm một bậc chồng bà điệp ngỡ ngàng quát lớn với vợ rốt cuộc là bà đã làm cái gì hả Chẳng phải bà nói là con người tình nguyện hiến thận cho thằng Vũ cơ mà. Sao bây giờ lại thành bắt cóc người để ăn cắp thận hả? Tôi, tôi, tôi không biết mà. Là bọn họ hiểu nhầm thôi. Bóp, chồng bà ta tức giận, tán cho bà ta một bạc tay. Tức giận đến nghiến răng. Đến giờ phút này rồi, bà còn muốn bao biện như vậy hả? Bà là muốn hại chết thằng Vũ à? tôi tôi không có làm gì sai cả ông ông sao lại không tin tôi 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 sao lại làm hại con trai được nhìn bà điệp bị giải đi bên kia có một đoàn bác sĩ khác đến và đi thẳng vào phòng phẫu thuật rất nhanh ba vị bác sĩ trong phòng mổ cũng bị công an đưa đi con trai tôi nó nó phải làm sao đây đang mổ dở mà ông chương vò tròn bứt tay mấy cái rồi ngồi sụp xuống ghế hận không thể cắn chết con vợ ngu ngốc của mình. Ông ta suy nghĩ một chút, bắt đầu liên tục gọi điện thoại để sắp xếp công việc, dự định sẽ chuyển con trai ra nước ngoài điều trị. Thành tỉnh dậy, đã lập tức xuống giường tìm con trai. Hoa thấy Thanh tỉnh lại, vội vàng đi tới đỡ. Cô, cô chưa khỏe hẳn, cẩn thận một chút. Thanh nắm tay Hoa nghẹn lời. Thằng bé An nó... Đó... Hoa nắm tay Thanh mỉm cười an ủi Không sao rồi cô Ổn cả rồi Cô cứ nghỉ ngơi một chút đi Bên chỗ em An đã có bố mẹ cháu Với chú Thí Minh, anh Nam với cảnh rồi ạ à? Không sao là tốt rồi Đi, cô phải sang bên đấy Nhìn một chút mới yên tâm được Bi chẳng thể cản được cô mình Hoa chỉ khẽ gật đầu Nhanh chóng lấy dép cho Thanh Rồi hai cô cháu dìu nhau Sang phòng bệnh chăm sóc đặc biệt để thăm An Kỳ hôm sau, An tỉnh lại. Khi bác sĩ kiểm tra, thấy sức khỏe của cậu đã ổn định. Công an nhanh chóng tiến vào để lấy thông tin sự việc xảy ra ngày hôm trước. An cẩn thận kể lại toàn bộ sự việc mà mình trải qua cho công an. Rất nhanh, công an thủ lý hồ sơ, trình lên viện kiểm sát, đề nghị truy tố trách nhiệm hình sự đối với bà Điệp và con trai bà ta là Vũ và các đồng phạm khác về tội giết người không thành. Sự việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội. Vì Vũ đang nằm viện nên tạm thời chưa thể bắt tạm giam, nhưng không thể làm thủ tục xuất cảnh ra nước ngoài, theo sự sắp xếp của ông Trương. Vậy nên, chỉ có thể mời chuyên gia từ nước ngoài về để chữa trị. An nằm viện 7 ngày thì xuất viện, khi sức khỏe của cậu ổn định thì cũng là lúc kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và thi đại học đến. An hoàn thành bài thi rất tốt Trở thành thủ khoa khối A Đổ vào trường đại học Bách Khoa Trước ngày An chính thức nhập học Phiên tòa xét xử vụ án của mẹ con bà Điệp Và đồng phạm diễn ra Kết thúc phiên tòa Bà Điệp là kẻ chủ mưu Bị kết án 20 năm tù giam Con trai bà ta cũng là bố của An 15 năm tù giam Nhưng do tình hình sức khỏe Nên được khoản thi hành án, án Những đồng phạm khác cũng phải nhận những bản án đích đáng của riêng mình. Chỉ có điều, an không ngờ đến là sau phiên tòa xét xử vụ án thì ông chương lại đến tìm mình nhìn người đàn ông trung niên trước mặt an cũng không quá có cảm tình nhưng cũng chẳng hận gì bởi vì tất cả những chuyện xảy ra trước kia và sau này ông ta đều không biết không nhúng tay vào ông chương nhìn an giọng nói đầy tính cương trực hôm nay gặp cháu trước là để nói lời xin lỗi với cháu vì những chuyện mà vợ và con trai ông đã làm đã gây tổn thương cho cháu. Sao, sao là muốn cháu? Ông Chương còn chưa kịp nói hết lời, thì An đã cắt ngang, giọng cậu lạnh lùng đầy sự kiên định. Cháu sẽ không nhận tổ quy tông, hay nhận bất cứ mối quan hệ nào với gia đình của ông hết. Cháu, <laughs> cũng là do ông đã quá mãi mê với sự nghiệp mà bỏ bê vợ con, cứ nghĩ cho bọn họ một cuộc sống sung sướng, vật chất đầy đủ, không cần lo nghĩ, lại khiến họ trở thành những con người như vậy. Ông đã không dạy bảo con cái mà phó mặc cho vợ, để sự việc đi đến ngày hôm nay, lỗi lớn là của ông. Cháu hận gia đình ông cũng là đúng, chẳng ai có thể tha thứ cho kẻ đã giết mình đến hai lần nhưng không thành cả. Ông Trương khẽ thở dài, đẩy về phía An một tấm thẻ ngân hàng. Ông biết, bây giờ ông có nói cái gì cũng là đã muộn cả ông cũng không hy vọng cháu tha thứ cho gia đình ông đây là một chút tâm ý của ông muốn gửi cháu để cháu lo cho tương lai sau này an khẽ lắc đầu kiên quyết cháu không nhận đâu ạ à? cháu đã nói rất rõ rồi cháu không muốn nhận bất cứ thứ gì từ các người cả cho dù là ông hay bất cứ ai chỉ mong ông và người nhà ông sau này đừng tìm đến cháu nữa ông chương nghe an nói chỉ có thể thở dài một hơi trong ánh mắt hàm chứa sự xấu hổ xen lẫn cả thất vọng hai người nói chuyện một lúc rồi rời đi an có quyết định của riêng mình ông chương nhìn theo bóng dáng quốc dần của an có thể nói an rất giống ông ấy hồi trẻ ông chương đang mãi nhìn theo bóng dáng của an thì tiếng chuông điện thoại khiến ông giật mình nhìn điện thoại hiển thị là cuộc gọi đến của một số máy lạ ông định không nghe nhưng không hiểu sao có một sự thôi thúc khiến ông bắt máy alo điện thoại vừa thông bên kia nhanh chóng truyền đến một âm thanh của phụ nữ lạnh nhạt nghe nói vợ bố đã vào tù rồi nhỉ còn em trai kia của tôi thì sắp chết <laughs> đúng là quả báo mà thật sự không phải nó không đến mà là chưa phải lúc thôi. Đúng không bố yêu quý? Ông chưa nghe giọng nói kia mà sắc mặt khẽ biến. Mai, con. Bên kia, người phụ nữ cười càng thêm phần đắc ý. Sao nào? Bố muốn hỏi làm sao mà tôi biết ấy hả? Giọng điệu bên kia kéo dài, khiến người nghe cảm thấy vô cùng khó chịu và ức chế. Mãi một lúc mới nói tiếp. Bởi vì tôi vẫn luôn nhìn vẫn luôn chờ quả báo dán xuống đầu các người đấy. Bố yêu quý à? Bố yêu quý. Còn cái tốt tiết lộ cho bố một bí mật nhé. Bên kia nói đến đây, lại tiếp tục kéo dài một tiếng. Chờ đến khi cảm nhận được sự ức chế của ông Trương, bên này mới nói tiếp. Bố có biết, tại sao mấy cô bồ nhí của bố không thể mang thai hay không? Chà chà, ta nói... Bà Điệp cũng đủ cao tay đó Thế nha Tôi nói ít Chắc bố cũng hiểu đủ rồi nhỉ Chúc bố sớm có người nói dòng nha Đừng để đoạn tử tuyệt tôn Ông Trương ngồi thẫn thờ trong quán một thời gian khá lâu. Mãi một lúc sau mới tỉnh người, đi thẳng tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe sinh sản của mình. Sau khi cầm tờ kết quả trên tay, khiến ông ta choáng váng, đi thẳng đến nơi giam giữ bà Điệp. Không biết ông Trương và bà ta đã nói những gì nhưng chỉ biết bà ta cực như mất hồn, quỳ xuống khóc lóc cầu xin, gần như phát điên. Vũ vì không có thần phù hợp để ghép, sức khỏe ngày một suy yếu hơn, vẫn thôi thóp, nằm trong bệnh viện. Cả phẫu thuật không thành công kia đã khiến cho dương thọ của Vũ gần như bị rút cạn. 4 năm Thời gian trôi qua như gió thoảng, kể từ ngày cuối cùng gặp ông Chương, khi ấy An cũng không thấy những người kia tìm đến mình nữa. Cuộc sống của cậu và mẹ lại trở về thời gian êm đềm, hạnh phúc. Cuối năm tư đại học, An nhờ thành tích xuất sắc của mình, ăn giành được một suất học bổng sang Mỹ du học. Bà nằm cố gắng tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân. An trở về nước, bắt đầu phát triển sự nghiệp riêng của mình và làm giảng viên đại học ở Đại học Bách khoa. Thanh lúc này cũng đã nghỉ hưu, nhàn tản ở nhà mở một lớp dạy kèm miễn phí cho tụi nhỏ ở quê. Một hôm, khi lớp học nhỏ vừa tan, những đứa trẻ ríu rít chào cô giáo Thanh rồi ra về, thì ở ngoài cổng, một cô gái khoảng chừng 15, 16 tuổi từ ngoài cổng bước vào. Cháu chào bác ạ. À. Thanh đang thu dọn sách vở, nghe tiếng chào thì ngẩn đầu, khẽ đẩy gọng kính cận trên sống mũi nheo nheo mắt nhìn cô. Cháu tìm ai? Cô gái hơi cúi đầu, có chút khó xử, môi mỏng miếm lại hít vào một hơi thật sâu như hạ quyết tâm nói dạ cháu tìm anh an ạ à. tìm an hả cháu là dạ cháu là em gái của anh an ạ à. thành nghe cô gái nói mà đứng hình lòng mày khẽ nhíu lại cháu có phải tìm nhầm địa chỉ rồi hay không chứ con trai của bác sao lại có em gái từ bao giờ mà bác không biết cô gái tiến lên đưa tới cho Thành một tờ giấy xét nghiệm nhìn tờ giấy nọ thanh chợt cứng người ngẩng đầu nhìn cô gái biết thanh muốn hỏi điều gì cô gái kia khẽ lên tiếng cháu tên là hoài con gái của mẹ nguyệt cũng là mẹ ruột của anh an bác ạ à? thanh khẽ gật đầu quay người vào trong nhà cháu vào nhà đi hoài đi theo thanh vào trong nhà thanh rót cho hoài một chén trà hỏi là mẹ cho bảo cháu đến tìm thằng an sao mấy năm trước sau khi sự việc xảy ra cũng không thấy Nguyệt xuất hiện lần nào nữa. Nghe nói cô ta đã theo một đại gia nào đó ra nước ngoài, không nghĩ đến bây giờ con gái cô ta lại tìm đến. Hoài hơi cúi đầu, nhỏ giọng nói. đúng là mẹ cháu bảo cháu tìm đến à? Thanh nghe Hoài nói, sắc mặt càng nhăn lại, chuyện xấu hơn mấy phần. Bà ta muốn cái gì? Hoài nghe giọng Thanh vội vàng giải thích. Dạ, dạ không bác ơi, không phải như bác nghĩ đâu ạ. À? cháu biết trước đây là mẹ cháu sai nhiều nhưng lần này cháu đến đây thì giọng hoài có chút nghẹn lại mẹ cháu mất rồi bác ạ à. mất rồi thành kinh ngạc nhìn hoài hoài khẽ gật đầu giọng nói đều đều như kể lại một câu chuyện mình từng nghe bà ấy chết rồi bác ạ à. âu cũng là quả báo bà ấy đã nói như vậy trước khi chết năm đó mẹ cháu bỏ anh an tàn nhẫn sau đó đã không biết hối hận không bù đắp được một chút lỗi lầm nào lại còn băng đứng anh ấy một lần nữa ông trời giáng cho quả báo mẹ cháu bỏ con tàn dẫn sau này bà ấy chết cũng là vì có con mẹ cháu mang thai với một đại gia muốn lợi dụng đứa nhỏ để leo lên ai ngờ đây lại là mầm tai họa mẹ cháu mang thai trứng di căn bất thường trở thành căn bệnh ung thư bánh rau quái ác những ngày tháng cuối đời Mẹ cháu suy sụp lắm Khóc suốt Cũng nói ân hận Vì đối xử không tốt với cháu Và anh An Mẹ cháu bảo Bà ấy chẳng còn mặt mũi nào Chấp đối mặt với anh An cả Mong muốn cuối cùng của bà ấy Là sau khi bà ấy chết Cháu thay bà ấy chuyện đến anh ấy lời xin lỗi Người mất cũng đã mất rồi Ôm thù hận mãi cũng không được gì Thanh thở dài một tiếng lấy điện thoại gọi ra cho an nói có người tìm bảo an nếu xong công việc rồi thì về sớm một chút hoài ở lại nhà thanh chờ an trong khoảng thời gian này cô và thanh nói chuyện rất nhiều nghe hoài kể thanh cũng biết cuộc sống của cô gái nhỏ này cũng không tốt đẹp là bao khi ở với mẹ nhưng chuyện cũng đã qua nghe kể cũng chẳng thể thay đổi điều gì chỉ là đôi mấy lời động viên an ủi một chút giúp cô gái nhỏ nhẹ lòng hơn mà thôi an về nhà đã khá muộn khi nhìn thấy người tìm mình là một cô gái trẻ thì anh khá ngạc nhiên thành thấy con trai về hoài hấp tấp đứng lên có chút ngượng ngùng em em chào anh ạ à. em là con gái mẹ nguyệt người người sinh ra anh ừ. cô tìm tôi có chuyện gì em thành thấy con trai nhăn mày nhìn hoài còn hoài thì như bị anh dọa sợ có chút lắp bắp hơi đáng thương thì vội đói có chuyện gì thì để lát nữa nói con mau vào rửa chân tay rồi đi ăn cơm đi nói rồi kéo tay con trai đi vào quất ra sau thành mới nói nhỏ con đừng dọa con bé nhưng mẹ biết con không thích người kia nhưng con bé là vô tội đến cũng chỉ là nói một chút chuyện với con mà thôi thấy mẹ mình khá có thiện cảm với hoài an cảm thấy có lẽ cô gái này cũng không có ý xấu khẽ gật đầu con biết rồi mẹ ba người cùng nhau ăn một bữa cơm sau khi ăn cơm xong an cùng hoài ngồi ngoài sân nói chuyện hoài đưa cho an một phong thư rồi nói đây là bà ấy nhờ em đưa cho anh an khẽ gật đầu nhận phong thư từ tay hoài hoài kể lại cuộc sống của cô hỏi thăm cuộc sống của an cô gái nhỏ có chút ngậm ngùi anh còn may mắn hơn em bởi anh có một người mẹ tuyệt vời yêu thương anh lớn lên trong tình cảm ấm áp của mẹ hiền. Còn em, tuy không bị mẹ vứt bỏ như anh, nhưng dịnh anh, em tình nguyện bị bà ấy vứt bỏ để có cơ hội có một người mẹ như bác Thanh vậy. Anh nhìn hoài, đây là cô em gái lần đầu tiên anh gặp, cũng là người thân huyết thống với anh đầu tiên. Anh không cảm thấy chán ghét, mà còn cảm thấy thân thiết và yêu mến. Em có dự định cuộc sống sau này ra sao không? Hoài khẽ lắc đầu. Em nào có lựa chọn mà dự định chứ. Cứ mặc kệ thôi. Đến đâu rồi hay đến đấy. An gẫn đầu lên trời, khẽ thở dài một hơi. Nếu không có lựa chọn nào tốt hơn, vậy em có thể đi bên cạnh anh đi. Anh... Hoài kinh ngạc nhìn An, nhưng rồi cô lại khẽ lắc đầu. Không cần đâu ạ. À? Em có thể tự lo cho bản thân được. Bao nhiêu năm qua vẫn ổn mà. An biết hoài chưa thể nhanh chóng tiếp nhận sự giúp đỡ của anh ngay cả anh đối với sự đột nhiên xuất hiện này của cô cũng chưa thích ứng được nói những lời kia là anh thật lòng muốn giúp cô có lẽ là xuất phát từ một cái đồng bệnh tương liên đi nhưng cô không đồng ý anh cũng sẽ không gượng ép đêm hôm ấy an có chút trằn trọc khó ngủ cầm lá thư hoài đưa an hoang mang không biết có nên đọc nó hay không An cảm thấy lòng mình nặng trĩu, Không biết người phụ nữ ấy Người đã vứt bỏ mình ấy Sẽ viết những gì cho mình Ở những ngày cuối đời đây Xẹt Cuối cùng An vẫn quyết định đọc nó Vẫn muốn biết những ngày cuối đời kia Có ân hận với mình hay không Thư mở ra Là những dòng chữ viết tay không mấy đẹp mắt Nét chữ không đều Có thể nhìn ra Khi viết Người viết bị run tay gửi bình an Mẹ biết là mẹ không xứng Để được con gọi Hay có tư cách để xưng mẹ với con Nhưng mẹ xin con Để mẹ một lần cuối cùng Mang tấm da mặt dày Xưng một tiếng mẹ này Khi con nhận được thư này Có lẽ mẹ đã đến một nơi rất xa rồi Có lẽ là địa ngục Bởi những chuyện mẹ đã làm Mẹ biết mình không thể nào đến nơi tốt đẹp được Bình an Cô ấy đặt tên cho con rất đẹp Rất hay viết thư này mẹ có rất nhiều điều muốn nói với con nhưng lại chẳng biết nên nói như thế nào thôi thì xem như thông báo với con người mẹ tệ bạc này đã gặp đúng báo ứng rồi đi là muốn nói với con lời xin lỗi chân thành nhất xin lỗi đã mang con đến thế giới này nhưng lại vứt bỏ con tàn nhẫn xin lỗi vì ngu si tham lam mà bán đứng con hại con một lần nữa rơi vào nguy hiểm xin lỗi vì sự ân hận quá muộn màng này thành thật xin lỗi con viết thư gửi lời xin lỗi này mẹ cũng không dám mong cậu được con tha thứ mẹ biết mẹ thực sự ích kỷ ích kỷ đến mức cố chấp khi đã chết rồi còn làm phiền con nhưng nếu không nói lời xin lỗi với con mẹ lại không thể nhắm mắt được xin lỗi con chúc con một đời bình an Bà thực sự ích kỷ Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bà Không bao giờ An siết chặt lá thư trong tay Một giọt lệ đóng hổi rơi xuống Trái tim như bị ai bóp nghẹt Đến không thể thở nổi Cuối cùng anh cũng nhận được một lời xin lỗi Xem như thật lòng Nhưng anh lại chẳng thấy vui vẻ Thanh ngồi ngoài cái chõng tre Nhìn lên những vì sao trên trời Tay nhẹ nhàng Ve phẩy chiếc quạt nang An nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh mẹ Tựa đầu nhẹ vào vai của mẹ Mẹ Con chỉ có mẹ là mẹ của con Cảm ơn mẹ rất nhiều Thành mỉm cười Cóc tráng con trai Ừ um, Muốn cảm ơn mẹ Thì nhanh nhanh Dẫn về cho tôi một cô con dâu Rồi cho tôi ẩm cháo đi anh Mẹ Mẹ thật là phá hỏng bầu không khí xúc động quá đi An bật cười Ngồi thẳng dậy ai oán nhìn mẹ mình Thành điếc xéo con trai một cái thôi đi anh sắp ba mươi rồi mà còn chưa có nổi một mảnh tình vắt vai thì coi chừng ế đấy xem thằng khánh nhà bà bình xem con trai đã ba tuổi đi mẫu giáo rồi đấy an cười hì hì tâm trạng nặng nề tan biến nịnh nọt bóp vai cho mẹ mình con còn trẻ mà mẹ mới hơn hai mươi một xíu xìu siêu thôi không vội không vội hừm thanh biểu môi một cái chỉ chỉ vào gáy Chỗ đây mỏi quá, bóp mạnh tay lên một chút. Hoài đứng ở cửa nhà nhìn hai mẹ con Thanh và An, tình cảm vui vẻ. Lại nhìn những vết sẹo trên tay mình, mà môi hơi miếm lại, ánh mắt đỏ lên. Thời gian sau đó, Thành có giờ gửi hỏi thăm tình hình của Hoài. Biết cô gái nhỏ vất vả, nhưng vẫn rất kiên trì, tự mình kiếm tiền đi học, hướng tới tương lai tốt hơn thanh cũng nhiều lần đến chỗ làm của hoài để ủng hộ cho cô hai người dần trở nên thân thiết hơn về sau hoài cũng thường xuyên lui tới nhà thanh để chơi rồi ăn cơm tình cảm anh em của an và hoài cũng dần được gắn bó và cởi mở hơn sau một lần hoài bị bỏng ở chỗ làm thanh lo lắng chăm sóc cho cô sau đó đã quyết định nhận cô làm con gái hoài rất hạnh phúc mà đồng ý an cũng vui vẻ vô cùng nhân danh anh trai ăn đường đường chính chính nuôi hoài ăn học hoài có gia đình mới có tình thương của mẹ mà cô hằng mong ước thành có đủ cả con trai và con gái cuộc sống hạnh phúc viên mãn đủ đầy cuộc sống tươi đẹp của ba mẹ con đầy hứa hẹn ở phía trước quý tín giả vừa nghe xong bộ truyện công sinh công dưỡng của tác giả kiều lê bộ truyện này càng về cuối thì những tình tiết trong câu chuyện càng hấp dẫn đúng không quý vị không biết là sau khi quý vị nghe bộ truyện vừa rồi thì quý vị có cảm nhận như thế nào hãy để lại bình luận bên dưới để trinh tác giả và cũng như là các khán thính giả khác được biết với quý vị nhé còn đến đây thì trinh xin nói lời chào tạm biệt hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện tiếp theo cảm ơn quý vị đã theo dõi đến cuối video